Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị an ninh trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Đầu tiên là những tin chính. Bản tin tổng hợp tình hình Biển Đông ngày hôm nay, Mỹ, Trung Quốc lại khẩu chiến gay gắt về Biển Đông. Thưa quý vị và các bạn, tình hình thế giới xuất hiện nhiều diễn biến khó lường đang làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông. Sự xuất hiện của Mỹ và các đồng minh ở đây đã ngăn cản đáng kể tham vọng bá quyền của Trung Quốc, khiến Bắc Kinh vô cùng khó chịu. Khi Trung Quốc leo thang các hoạt động ở Biển Đông, Mỹ cũng gia tăng áp lực với Trung Quốc bằng những lời chỉ trích, lên án công khai cùng với các hoạt động quân sự. Mỹ liên tục cho các tàu chiến đến khu vực phạm vi 12 hải lý so với những đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông để thách thức, đòi hỏi chủ quyền phi lý và tham lam của Bắc Kinh ở Biển Đông. Cùng với Mỹ, các nước như Anh, Nhật Bản, Ấn Độ cũng đã có những động thái nhất định nhằm phản đối các đòi hỏi chủ quyền tham lam cũng như cách hành xử ngày một gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông. Mới đây nhất, Trung Quốc đã cáo buộc Mỹ gây căng thẳng và phá hoại hòa bình, ổn định ở Biển Đông, trong khi Washington chỉ trích Bắc Kinh coi thường các nước khác trong khu vực. Trong một tuyên bố ngày hôm qua, Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines đã cáo buộc Mỹ tìm cách gây chia rẽ Manila và Bắc Kinh, đồng thời lên án các cáo buộc vô căn cứ từ phía Washington, cho rằng nước này đang tìm cách khởi động rắc rối ở Biển Đông. Đại sứ quán Trung Quốc cho rằng đôi khi những khác biệt và xung đột giữa các nước láng giềng là không thể tránh khỏi, nhưng các bên đều phải giải quyết thông qua đối thoại và tham vấn. Tuy nhiên, theo phía Trung Quốc, Mỹ không ngừng can thiệp vào các tranh chấp ở Biển Đông, gieo rắc bất hòa giữa các nước trong khu vực, gây căng thẳng và làm tổn hại tới hòa bình, ổn định khu vực. Những gì Mỹ đang thực hiện hoàn toàn không phải giúp đỡ bất kỳ bên nào một cách chân thành, mà chỉ để phục vụ lợi ích địa chính trị của họ, theo tuyên bố của Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines. Tuyên bố trên của Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines đưa ra sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hôm vừa qua bày tỏ quan ngại về sự gia tăng hiện diện của đội tàu Trung Quốc ở Biển Đông, cũng như một sự cố liên quan tới một mảnh tên lửa trôi nổi ở vùng biển này. Ông Ned Price nhận định hành động của Bắc Kinh phản ánh việc nước này tiếp tục coi thường các quốc gia khác ở Biển Đông cũng như những nước hoạt động hợp pháp trong khu vực. Bên cạnh đó, ông cũng tái khẳng định Mỹ luôn sát cánh cùng với Philippines trong việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và tự do hàng hải ở Biển Đông, được đảm bảo theo luật pháp quốc tế. Vào tuần trước, Philippines đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước thông tin về đội tàu Trung Quốc ở Biển Đông. Vụ việc xảy ra vài ngày sau khi Bộ Ngoại giao Philippines gửi công hàm phản đối một tàu hải cảnh của Trung Quốc mà theo phía Manila tố là đã tiếp cận, chặn đường và cắt dây kéo một mảnh tên lửa trôi nổi trên biển đang được một tàu Philippines lai dắt ở Biển Đông. Bắc Kinh đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc trên, nói rằng vật thể là một mảnh vỡ từ vỏ bảo vệ phần mũi của một con tàu vũ trụ do Bắc Kinh phóng. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với những vùng rộng lớn ở Biển Đông, chồng lớn với vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Malaysia, Brunei, Indonesia và Philippines. Hàng nghìn tỷ đô la thương mại chảy qua tuyến đường thủy này hàng năm, nơi cũng có các ngư trường và mỏ khí đốt phong phú. Hồi tháng 7 vừa qua, một quan chức Mỹ cáo buộc Trung Quốc gia tăng hành động khiêu khích với các nước liên quan khác trên Biển Đông, cho rằng hành vi gây hấn và vô trách nhiệm dẫn đến sự cố lớn sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Bà Jung Park, Phó trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á tại Bộ Ngoại giao Mỹ, phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược CSIS rằng những hành vi gây hấn của Trung Quốc với các nước liên quan khác trên Biển Đông và các nước có hoạt động hợp pháp ở khu vực này đang theo xu hướng đi lên. Bà Park nói rằng các máy bay Trung Quốc ngày càng can thiệp theo cách không an toàn và hoạt động của máy bay Úc trên không phận quốc tế ở Biển Đông. Và chỉ trong mấy tháng vừa qua đã xảy ra 3 vụ Trung Quốc cản trở các hoạt động thăm dò tài nguyên và nghiên cứu biển của Philippines. Cũng phát biểu tại sự kiện này, ông Eli Raner, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách các vấn đề an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cho biết đã xảy ra hàng chục vụ việc trong nửa đầu năm nay liên quan đến quân đội Trung Quốc ở Biển Đông. Tăng mạnh so với 5 năm qua, Bắc Kinh đang thử thách một cách hệ thống giới hạn quyết tâm tập thể của chúng ta, ông Raner nói. Theo quan điểm của tôi, hành động này thể hiện một trong những mối đe dọa đáng kể nhất đối với hòa bình và ổn định của khu vực hiện nay, bao gồm ở Biển Đông. Và nếu quân đội Trung Quốc tiếp tục kiểu này, sự cố lớn hoặc tai nạn lớn xảy ra ở khu vực sẽ chỉ là vấn đề thời gian, ông Ratner cảnh báo.
Bắc Kinh có yêu sách phi lý với hầu hết khắp Biển Đông và bà Park gọi đó là bất hợp pháp. Bà nói rằng những hành động khiêu khích của Trung Quốc nhằm hiện thực hóa những yêu sách đó góp phần gây ra mất ổn định khu vực, gây thiệt hại kinh tế cho các nước liên quan khác, làm suy yếu trật tự trên biển hiện có, đe dọa quyền và lợi ích của tất cả các nước đang dựa vào hoặc có hoạt động ở vùng biển quan trọng này. Bà Park khẳng định Washington có quan hệ rất phức tạp với Bắc Kinh và không phải đang cố chống chọi lại mọi thứ Trung Quốc đang làm ở Đông Nam Á và các nước đang phát triển khác. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng các nước có công cụ và sức mạnh cũng như có khả năng đứng lên giành quyền tự chủ và quyền ra quyết định của mình, bà nói. Có thể thấy căng thẳng Biển Đông vẫn tiếp tục là trò mèo vờn chuột giữa Trung Quốc và Mỹ. Hai bên đều nỗ lực phô trương cơ bắp, dằn mặt nhau thông qua từng đợt tập trận bắn đạn thật, điều tàu chiến tiêm kích chiến đấu đến các vùng biển tranh chấp theo lý lẽ riêng của mình. Thực tế, Trung Quốc đang mở rộng lãnh hải trái phép trên Biển Đông và đã khẳng định yêu sách chủ quyền với hơn 90% vùng biển và các thực thể ở Biển Đông thông qua đường chín đoạn, hay còn được biết đến với tên gọi đường lưỡi bò. Đường chín đoạn vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS nghiêm trọng và vấp phải sự phản đối của nhiều nước Đông Nam Á. Để hiện thực hóa tham vọng độc chiếm Biển Đông đó, Trung Quốc đã cố ý thay đổi cách hiểu về lịch sử nhằm khẳng định chủ quyền phi pháp của Trung Quốc đối với vùng biển này. Trong đó có cái gọi là chiến thuật vùng xám đã được Trung Quốc áp dụng nhằm áp đặt những tuyên bố chủ quyền phi pháp của mình. Song song, Trung Quốc đã tạo ra nhiều hòn đảo nhân tạo trên khắp khu vực này, sử dụng làm căn cứ quân sự và để củng cố các tuyên bố phi pháp của mình. Trung Quốc đang sử dụng lực lượng dân quân biển PALM, hạm đội đánh cá có vũ trang làm tác nhân vùng xám để khẳng định các yêu sách chủ quyền. Kể từ năm 2012, Trung Quốc bắt đầu tăng cường sử dụng chiến thuật vùng xám ở Biển Đông. Sự leo thang này bao gồm việc chiếm đóng bãi cạn Scarborough từ Philippines năm 2012, mở rộng xây đảo nhân tạo, tăng cường sử dụng hải cảnh và PALM ở Biển Đông. Chuyên gia Pauling nhấn mạnh tất cả những hành động này là hoàn toàn bất hợp pháp nếu xét theo UNCLOS năm 1982. Là thành viên của UNCLOS nhưng Trung Quốc lại đưa ra các tuyên bố vi phạm quyền của tàu thuyền, máy bay và công dân Mỹ, đồng thời đe dọa làm suy yếu luật pháp hàng hải quốc tế. Dĩ nhiên, Biển Đông được ví như siêu xa lộ hàng hải với các hoạt động giao thương hàng hóa tấp nập, do đó hợp tác giữa các lực lượng tuần duyên trong khu vực là rất quan trọng. Để xây dựng sự quản trị hàng hải tốt, Mỹ đã liên tục thực hiện tự do hàng hải này để kìm chân bước tiến của Trung Quốc. Mỹ đã ứng phó bằng cách thực hiện nhiều hoạt động hơn trong khu vực. Các chiến dịch tự do hàng hải Phunop của Mỹ đã tăng từ con số 0 vào năm 2014 đến mức cao nhất mọi thời đại là 10 vào năm 2019. Hải quân Mỹ đang duy trì 60% hạm đội tàu ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và thực hiện 3 sứ mệnh tác chiến tàu sân bay trong khu vực. Tháng 5 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhấn mạnh tuần duyên Mỹ sẽ đóng vai trò thiết yếu trong việc đảm bảo khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Tuần duyên Mỹ sẵn sàng bắt tay với nhiều nước trong khu vực để đảm bảo an ninh và an toàn hàng hải trên cơ sở luật pháp quốc tế. Đây được xem là một thông điệp rõ ràng đến Trung Quốc và chiến lược vùng xám mà Trung Quốc đang sử dụng để thúc đẩy yêu sách hàng hải vô lý trên Biển Đông. Với những diễn biến trên Biển Đông, căng thẳng giữa quân đội Mỹ Trung ở vùng biển chiến lược này sẽ tiếp tục gia tăng, trò chơi mèo vờn chuột chắc chắn sẽ còn tiếp diễn. Vấn đề ở chỗ dường như hai cường quốc quên mất Hoàng Sa và Trường Sa là chủ quyền của Việt Nam nên mọi hoạt động tại các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa đều phải có sự cho phép của Việt Nam. Các bạn có suy nghĩ gì về những diễn biến mới đây trên Biển Đông? Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận. Beechcraft T-6 Texan 2, máy bay huấn luyện mà Mỹ chuyển giao cho Việt Nam mạnh đến đâu? Thưa quý vị, sáng qua, trong một cuộc họp báo tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội, chuẩn tướng không quân Mỹ Sarah Rudd cho biết Mỹ dự định chuyển giao cho Việt Nam 12 máy bay huấn luyện T-6 trong giai đoạn 2024 đến năm 2027. 3 máy bay huấn luyện T-6 dự kiến được chuyển giao trong quý 1 năm 2024, 2-3 chiếc tiếp theo sẽ được giao vào cuối năm 2024, 6-7 máy bay còn lại được chuyển vào năm 2027. Bà Rudd cho biết, chuẩn tướng Rudd cũng nêu rõ Mỹ sẽ hỗ trợ đào tạo tiếng Anh cho các phi công Việt Nam, hỗ trợ huấn luyện công tác hậu cần an toàn bay và y học hàng không. Trước đó, Trang Jane đã đề cập đến chương trình hợp tác giữa không quân Mỹ với lực lượng không quân nhân dân Việt Nam, VPAP, liên quan đến việc Mỹ sẽ cung cấp máy bay huấn luyện hạng nhẹ cho Việt Nam. Tư lệnh lực lượng không quân Thái Bình Dương Mỹ Parkhurst, tướng Ken Wisbach cho biết lực lượng không quân Mỹ USAF đồng ý cung cấp cho Việt Nam máy bay huấn luyện tấn công hạng nhẹ Beechcraft T-6 Texan 2. T-6A Texan 2 là máy bay huấn luyện sơ cấp một động cơ, hai chỗ ngồi được thiết kế để huấn luyện học viên không quân theo chương trình huấn luyện phi công sơ cấp chung, cung cấp các kỹ năng bay cơ bản phổ biến đối với phi công của không quân và hải quân Mỹ, là máy bay hạng nhẹ do công ty Raytheon Aircraft sản xuất. T-6
T-6A Tesan là phiên bản huấn luyện quân sự loại Beech Pilatus PC-9 MK2 của Raytheon. T-6A có hai ghế ngồi nối tiếp bậc thang cho buồng lái đơn, hai thành viên phi hành đoàn người trước người sau. Các vị trí của học viên và huấn luyện viên có thể hoán đổi cho nhau. Phi công cũng có thể điều khiển máy bay độc lập từ ghế trước. Các phi công và học viên vào buồng lái T-6A thông qua cửa vòm một mái che mở sang một bên. Kính cửa vòm một mái có khả năng chống lại những cuộc tấn công của chim ở tốc độ lên tới 270 hải lý một giờ, tương đương 500 km một giờ. Căn cứ không quân Laughlin ở Texas là cơ sở đào tạo phi công trung tâm lớn nhất không quân Mỹ. Đây là trung tâm đào tạo cơ bản. Các phi công không quân Mỹ bay lần đầu tiên được thực hành huấn luyện bay với máy bay T-6A Tecan 2. T-6A có động cơ tuabin cánh quạt Pratt & Whitney Canada PT-6A-68 có công suất 1.100 mã lực do tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng tuyệt vời. Máy bay có thể thực hiện độ cao ban đầu đến 3.100 feet, tương đương 944,8 m mỗi phút và có thể đạt độ cao lên đến 18 feet, 5.486,4 m. Trong vòng chưa đầy 6 phút, máy bay hoàn toàn có thể thực hiện các kỹ năng nhào lộn trên không, có buồng lái điều áp, có ghế phóng và gói hệ thống điện tử hàng không tiên tiến với màn hình tinh thể lỏng, có thể đọc được thông tin dưới ánh sáng mặt trời. Trước khi được đặt tên chính thức, T-6A được xác định trong kế hoạch tổng thể về máy bay huấn luyện của Bộ Quốc phòng năm 1989 là thành phần bay của hệ thống máy bay huấn luyện cơ bản chung. Hệ thống bao gồm một bộ mô phỏng bay, thiết bị huấn luyện đào tạo và hệ thống quản lý đào tạo thích hợp. Bản tin của tin mới đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên ấn nút thích, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.